kỳ án DB Cooper gã không tập bí ẩn nhất thế giới. Danh Cooper hay DB Cooper được xem là tên không tập bí ẩn nhất thế giới. Gã đã bắt giữ 42 người trên máy bay Boeing 727 rồi đòi số tiền chuộc 200.000 đô la Mỹ. Sau đó, gã trốn thoát bằng cách nhảy dù khỏi máy bay và bật vô âm tín từ đó. Các nhà điều tra của Mỹ đã nỗ lực xác định danh tính của tên tội phạm này nhưng vẫn chưa thành công. Ngày 24 tháng 11 năm 1971, một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi, tóc đen, mắt nâu, mặc vest tối màu, áo sơ mi trắng, đeo cà vạt đen, giày nâu đến quầy bán vé của hãng hàng không Northwest Orient tại sân bay quốc tế Portland, thành phố Portland, Mỹ. Ông ta mua vé máy bay một chiều từ Portland đến Seattle, bang Washington. Vào 14 giờ 50 phút, máy bay Boeing 727 cất cánh chở theo 36 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Khi máy bay vừa cất cánh, DB Cooper đưa cho tiếp viên Florence Schaffner mảnh giấy và nói rằng hắn có một quả bom. Sau đó, Cooper cho tiếp viên xem quả bom giấu trong chiếc cặp táp đen. Tiếp đến, Cooper nói với tiếp viên liên hệ với cơ trưởng của chuyến bay và bộ phận điều hành bay Northwest ở Minnesota để chuyển các yêu cầu của hắn. DB Cooper đòi số tiền chuộc 200.000 đô la Mỹ, hai chiếc dù trước và hai chiếc dù sau. Sau khi máy bay hạ cánh, mọi yêu cầu được đáp ứng, DB Cooper đồng ý thả toàn bộ hành khách. Trên máy bay lúc này chỉ còn hắn và 6 thành viên phi hành đoàn. Cooper yêu cầu phi hành đoàn bay về phía thành phố Mexico. Khoảng 20 giờ tối cùng ngày, Cooper mang theo số tiền chuộc rồi nhảy dù ra khỏi máy bay và biến mất một cách bí ẩn. Nhiều thập kỷ sau đó, FBI đã điều tra hơn 1.000 nghi phạm nhưng vẫn không tìm ra được DB Cooper.